Theo dữ liệu quan trắc từ trạm phát báo quốc tế Hà Đông Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này là 7,4 độ C, chính thức nằm trong mốc có nhiệt độ thấp nhất thế kỷ 21 tính đến thời điểm hiện tại ở trạm này. Về lịch sử khí tượng, đợt rét 2020-2021 đã nằm trong top 4 thời điểm ghi nhận được mốc nhiệt thấp nhất lịch sử tại Hà Nội. Không chỉ trạm Hà Đông, các trạm đo khác tại nhiều tỉnh thành đã quan trắc được mức nhiệt thấp hơn giá trị đo của năm 2018. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khẳng định, đợt rét năm 2020-2021 này có mức nhiệt thấp nhất gần bằng năm 2016, vượt mốc nhiệt thấp nhất từng được ghi nhận trước đó trong hai năm qua. Hiện không khí lạnh đợt này đang suy yếu chậm. Từ tối ngày 2 tháng 1, nhiệt độ thấp nhất tăng dần, tình trạng nhiệt được cải thiện.